công ty Organic Việt Nam là đơn vị độc quyền phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc tóc và sức khỏe người phụ nữ. Qua sự minh chứng của thời gian, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và ưa chuộng tại Việt Nam. Đi đầu là bộ sản phẩm chăm sóc tóc với công dụng vượt trội, giúp phục hồi tóc hư tổn, ngăn ngừa rụng tóc, loại bỏ tế bào chết trên da đầu, đồng thời thúc đẩy mọc tóc, giữ ẩm da đầu và loại bỏ gầu một cách nhanh chóng. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, vận hành tốt dây chuyền sản xuất, hệ thống máy móc thiết bị công nghệ hiện đại tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Nhật Bản, đảm bảo là nhà máy đạt chuẩn CGMP ASEAN nhằm đưa ra những sản phẩm có chất lượng cao. Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ chú ý hơn đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân. Quá trình làm mẹ khiến chị em bị tổn thương nhiều trên cơ thể, đặc biệt là vùng kín. Vì thế, chúng tôi cho ra đời sản phẩm trẻ hóa vùng kín phụ nữ Happy Woman, là người bạn không thể thiếu cho chị em phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa và những chị em thích làm đẹp, biết coi trọng sức khỏe. Nguyên liệu để sản xuất các dòng sản phẩm mang thương hiệu Organic Việt Nam được cung cấp nhập khẩu từ Nhật Bản và các nước châu Âu, được kiểm soát, kiểm định chặt chẽ về chứng chỉ chất lượng. Nhà máy được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn CGMP, quy trình sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, chống bị nhiễm chéo và không bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh. Trang thiết bị máy móc được kiểm dịch vệ sinh công nghiệp do Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ các thiết bị đo lường trong sản xuất. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Organic Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đưa ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đối với phụ nữ Việt. Sản phẩm Organic Việt Nam chấp hành nghiêm ngặt quy trình sản xuất CGMP, cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, độ ổn định, đồng nhất, đủ tiêu chuẩn cho thành phẩm trước khi phân phối ra thị trường.